Mười cái lớp giảm hai lần bằng tập. Tiếng đi Duyên ơi. Đặt nhẹ vào mắt. Lần nữa chạm hai lòng bàn tay vào nhau. Nghe ấm nóng lòng bàn tay lên, các ngón tay khép lại. Khi đặt vào, hơi trong bàn tay tạo thành hai ổ úp vào mắt. Úp hai bàn tay vào mắt, cảm nhận hơi ấm ở lòng bàn tay đang lan tỏa ra hai mắt. Chớp chớp mắt. Từ từ mở tay ra, nhìn đôi tay. Vươn tay lên, hít sâu vào. Và xuống thở, sầm. Hít sâu, vươn tay lên, đi chậm, cảm nhận sâu hơi thở, thở sâu. Lần nữa hít sâu, vươn tay lên, giữ lại 5, 4, 3, 2, 1, thở sâu, rút rốn xích cơ bụng lại, nhìn xuống thở ra, 5, 4, 3, 2, một thẳng cổ về giữa hít sâu ngửa ra sau thở ra tập cổ trở về giữa hít sâu nghiêng đầu qua bên phải thở ra tay phải đặt lên thái dương bên trái nghiêng cổ không nghiêng người trở về giữa hít sâu nghiêng trái thở ra căng cổ bên phải và liếc mắt nhìn lên kết hợp tập cho mắt linh hoạt trở về giữa hít sâu xoay nhìn phải thở ra liếc hết qua phải trở về giữa hít sâu xoay trái thở ra liếc hết qua trái trở về giữa hít sâu cúi xuống thở sang xoay bên phải lên trước hít vào xoay chậm chậm tròn đều các hướng cổ xoay đến đâu đảo mắt chớp mắt nhìn theo đến đó kết hợp tập luôn cho mắt tập ở đâu tâm trí đặt vào ở đó cảm nhận xoay đổi chiều mở tập tay hai lưng bàn tay hướng vào nhau tay phải đưa qua đang chặt vào kéo vào hít đẩy ra thở sầm trở về đẩy vào thở ra để cao lên ngang mặt trở về hít vào thở ra để thẳng tay qua đầu hạ xuống trở về đổi tay kéo vào hít vào thở sang trở về hít vào thở ra để tay cao lên ngang mặt trở về hít vào thở ra để thẳng tay qua đầu hạ xuống trở về thả lỏng tay dùng hai viên gạch đặt hai bên đầu gối xích cơ bụng chống mạnh tay rút rốn nâng mông lên hạ xuống hai
lên xuống, ba lên xuống, bốn lên xuống, năm lên, xích của bốn lên, năm bốn ba hai một, hạ xuống, tháo chân ra, giũ hai chân thả lỏng. Xếp đổi chân, vặn cột sống, đưa tay phải ra sau, tay trái nắm tay phải kéo căng, xoắn hết vào lưng và úp vào eo bên trái. Tay trái đặt lên đầu gối phải, thẳng lưng lên, hít sâu vào, từ từ xoay phải, thở ra, bấm chặt tay vào, mở vai xoay trở về, sau xoay thở ra, thẳng lưng thẳng cổ, mở vai xoay cầm theo vai trở về, sau xoay thở ra, xoay cổ xoay vai trở về, sau xoay thở ra, xoay thêm trở về, sau xoay thở ra, xoay tối đa, thoát bụng thở hết hơi ra, không thả trở về, thả lỏng tay, mở đổi bên, đưa tay trái ra sau, tay phải nắm kéo là tay trái phải thả lỏng đi theo, úp vào eo bên phải, thẳng lưng lên, hít sâu, từ từ mở vai xoay mặt ra sau, thở ra trở về, sau xoay thở ra, bám chặt tay vào, thả lỏng thân trở về, sau xoay thở ra, xoay cổ xoay vai trở về, sau xoay thở ra, xoay lên trở về, sau xoay thở ra, xoay tối đa, hớp bụng thở hết hơi ra, không thả trở về, thả lỏng tay, mời xoay người qua, hai tay đan sau lưng, thẳng tay thẳng lưng, vuốt cầm lên, hít sâu, trường người tới gập xuống, bật tay cao lên, thở ra, nâng người lên, hít sâu vào, trường tới gập xuống, hóp bụng thở ra, bật tay cao luôn, nâng lên, hít sâu vào, trường tới thở ra, thấp bụng lại thở ra, nâng lên hít sâu vào, trường tới hóp bụng thở ra, bật tay cao lên, lần nữa hít sâu vào, trường tới hóp bụng thở ra, ép xuống, ép mông, ép chân, bật tay cao lên, thở ra, năm một ba hai một, nắm lên, hít sâu vào, thả lỏng tay, thở ra, tháo chân ra, duỗi hai chân thả lỏng, hít thở sâu, mở chống người lên, lấy hai viên gạch đặt ở phía dưới hai tay, tay chân là bốn góc vuông, cong lưng lên, vuốt rốn, xích cơ bụng thở sang, thế sau vào, chung lưng xuống, đứng khỏi lên, chung lưng, quay người lại, tâm quay người lại,
Nhìn cùng chiều với cô mà. Thở ra không lưng lên, nuốt rốn xuống bụng thở ra. Ấy sao vào chung lưng rướn cổ. Thở ra không lưng lên, nuốt rốn xuống bụng thở ra. Ấy sao vào chung lưng rướn cổ. Thở ra con lưng lên, nuốt rốn xuống bụng thở ra, cảm nhận sự chuyển động của cơ thể kết hợp với hơi thở. Ý sâu vào chân lưng xuống, rốn cổ lên, luôn cầm giữ 5, 4, 3, 2, 1. Chống chân, chống ướp mặt, thở sang, ép vai, ép lưng xuống cơ bụng thở sang. Ý sâu vào chân lưng xuống, hạ đầu gối xuống, vươn cầm lên về con bò. Thở ra chớp ướt mặt, thở răng đặt, ép gót, ép vai, ép lưng xuống cho bụng thở. Hít sâu vào con bò. Thở ra chớp mặt. Hít sâu vào ưỡn ngực, chùm lưng nâng mông, hạ gối xuống, an chùm lưng xuống, hướng cổ lên. Thở ra chớp ướt mặt, bám chặt tay chân, ép xuống, nuốt rốn xuống cái bụng thở ra. Nghĩ sau vào trương người lên, trương người lên, xuyết cơ bụng lại chớp ngẩng mặt. Nghĩ sau vào trương người lên tâm. À, chớp mặt, thở sàn, để cao mông lên, ép vai, ép lưng, xuyết cơ bụng thở. Nghĩ sau vào trương người lên, thở ra rút rốn xuyết cơ bụng thở sàn. Ba, hít sâu vào trương người lên, thở ra rút rốn xiết cơ bụng lại thở ra. Bốn, hít sâu vào trường lên, chớ ngẩng mặt nhìn cô cái tâm đó. Thở ra chớp mặt thở ra. Lần nữa hít sâu vào trường người lên, xoay vai, ưỡn ngực, uốn cong lưng. 5, 4, 3, 2, 1. Chớp ướp mặt, thở ra, để cao đỉnh mông lên, ép người xuống, nuốt rốn, xuyết cơ bụng lại thở ra. Hít sâu vào bật cao chân phải, căng gót lên trên, ướp vai, ướp mông xuống, đạp gót chân trái, xuyết cơ bụng thở ra. Đó, ép sao cho đầu lưng mông tới chân mình một góc 60 độ, xuyết cơ bụng thở. Thế vào đẩy người tới, bước ra ngoài viên gạch bên phải, bước ra ngoài viên gạch, ép hông chống mũi chân sau, đứng gót lên. Đó, thẳng gối sau, ép hông xuống. Ép hông xuống, vuông cằm, ưỡn ngực lên, lắng nghe cơ xương khớp, hít thở đều. Hít vào, từ từ mở tay trái lên, xuống cơ bụng thở ra. Mở tay lên, nhìn theo tay trái, xuống bụng thở. Hít sâu vào, chống tay trái, mở tay phải lên, thở ra. Dang tay nhìn theo tay phải, chắc mông đùi bụng, xiết lại thở ra. Hít sâu vào, chống tay xuống, hạ hai cẳng tay lên hai viên gạch, xiết cơ bụng thở ra. Duỗi căng chân ra sau, ép hông, xiết bụng thở. Hít sâu vào, rút chân phải ra sau, tấm ván thấp, xiết cơ bụng thở ra.
À, duỗi cổ ra, duỗi thân ra, tâm người thẳng thân ra, duỗi cổ rút rốn, xiết sâu cơ bụng thăm quần người, nâng hao lên, nâng hao lên, xiết sâu thở, hít vào chấm tay lên gạch và nâng hông lên chớp mặt thở ra, cúi người xuống rút rốn, xiết cơ bụng thở ra, hít vào bật ra chân phải lên, đẩy căng lên chóp mặt ép cúi xuống thở, thở bật ra chân lên siết cơ lại, hít sâu vào đẩy người tới bước chân lên vào giữa hai viên gạch, vào giữa hai viên gạch nhấn hông siết mông đùi bụng, rồi tay tay trái mình cầm viên gạch đứng lên nào, đứng lên, hai tay cầm viên gạch nâng lên tấm gối xuống, xếp cơ bụng thở ra 9-1, thẳng gối sau xếp đùi hít vào ưỡn ngực vương cầm kéo tay vai ra sau, xếp mông đùi bụng kéo tay vai ra sau, đầu thở ra kéo ra sau thêm nữa thở ra, nâng lên hít sâu vào, chống hai tay xuống rồi đạp ngó chân sau và thẳng gối trước, thẳng đầu gối trước, trả lưng lên, trường lưng lên chân xiết cơ bụng thở ra, trường dài lưng lên bụng ngực cố gắng kéo thẳng lưng ra tầm, bụng ngực trán mũi chạm lên chân phải thở ra, xiết cơ bụng lại ép thở ra, ép thở ra, hít sâu vào tấm gối phải xuống nốt vuông, lấy viên gạch bên trái kê vào đầu gối trái, kê vào đầu gối trái và duỗi mũi chân trái ra, duỗi mũi chân trái, nâng người lên vươn hai tay lên hít sâu vào chân phải nốt vuông, nhấn hông xuống, nhấn hông ngã ra sau, xoay mặt qua bên trái, lướt tay trái đi theo chân trái, thở ra lướt tay theo ngã thở ra, vươn căng ngã thở, nhấn hông xuống hạ đùi trái, nhấn hông ngã thở, nâng lên hít sâu vào, nâng người lên hít sâu vào, hai tay đang ở sau lưng thẳng tay, ưỡn ngực vuông cầm nhấn hông xuống ăn, cúi xuống đầu tới sàn bật tay cao lên thở ra, bật tay căng lên xiết mông đùi bụng thở ra, hít sâu vào chống tay xuống, chống tay xuống, gấp chân trái lên, tay phải đưa ra sau nắm mũi chân, ép gót chạm mông thở ra, hạ hông xuống xích cơ bụng thở ra, hạ hông ép xuôi xuống, ép căng đùi trước chân trái, căng đùi đi nào thở ra, nay hãy tốt hơn, còn an với tân chưa ép hông xuống, ép hông duỗi chân trái ra sau, sâu vào chống mũi chân trái, rút viên gạch về phía trước, chống hai tay lên, rút chân phải ra sau bật cao lên, cúi xuống rút rốn sức cơ bụng thở ra, hít sâu vào đẩy người tới bước chân phải lên giữa hai tay, hai tay cầm hai viên gạch từ từ sọt chân thở ra, được bao nhiêu hay bấy nhiêu, được ai ba bao nhiêu ai bấy nhiêu, tới đây mà đã hết xuống được rồi thì kê viên gạch vào đùi trái nha, kê vào rồi kê gạch vào chân phải, nếu tới đây thôi đã đau rồi là kê gạch vào, rồi duỗi mũi chân sau và đặt gót chân trước xuống, đứng bàn chân phải lên, duỗi mũi chân trái và úp đùi xuống, không có xoay người mặt lại đây tâm, vai và hông xoay thẳng về phía trước, ép xuống thở ra,
Trường người tới khi nào thả lỏng thân? Trường tới ép sát lên chân phải thở ra. Trường tới ép lên thở ra. Thả lỏng thân, thả lỏng tay ra, thả lỏng cổ. Nâng lên hít sâu vào. Nếu được nữa, ngã cho viên gạch nằm xuống. Đã, ngã viên gạch nằm xuống. Rồi, lại trương tới, ép xuống nhớ không xoay hông. À, tới đó đau rồi thì cứ giữ đó. Không xoay hông, úp vai, úp hông xuống, thở ra. Trương tới và lắng nghe gần theo cơ xương khớp. Úp xuống thở, úp xuống thở, úp xuống thở ra. Nâng người lè ní sâu vào. Được nữa rút luôn gạch ra. À, úp đuôi xuống. Trường tới úp đuôi. Trường ép thở ra. Ép 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 thở ra. Năm, bốn, ba, hai, một. Hai tay cầm hai viên gạch, xích cơ bụng, rút chân về, gỡ úp mặt thở ra, cúi xuống, đẩy cao hông lên, xích cơ bụng lại, thở ra, gỡ úp mặt thở, hít thở sâu vào, hít vào bật cao chân trái lên. Đó, úp vai, úp hông xuống. Người mình một góc 60 độ, xích cơ bụng thở. Hít vào, đẩy người tới, bước chân trái ra ngoài viên gạch. À, rồi, nhấn hông xuống, nhấn hông bổ trợ, mở hông đi nào, xích cơ bụng thở. Xích sâu, thở, nhấn hông xuống. Xích sâu, thở ra. Hít vào, ưỡn ngực vuông cầm lên, ép hông thở ra. À, ép hông xuống nữa, ép hông xuống thêm thở ra. À, hít vào, xích cơ bụng lại, mở tay phải lên thở ra. Dang thẳng cánh tay lên, nhìn theo tay phải thở ra. Hít vào chống tay phải, mở tay trái lên thở ra. Dang thẳng tay lên, siết bụng thở ra. Hít vào hạ hai cẳng tay xuống, thở ra. Ép hông, duỗi dài chân ra phía sau, ép người thẳng người luôn, tư thế cưỡi ngựa. Siết cơ bụng thở ra. Mông, đùi, bụng cảm nhận sau. Thế vào, rút chân trái ra sau vào tư thế tấm ván thấp. Rút rốn, xiết cơ bụng thở, toàn thân thẳng chỉnh người lại đi nào. Chắp cơ duỗi cổ ra. Toàn thân thẳng rút rốn lên, đừng đừng quằn người xuống. Xiết sau thở. Thế vào, chống hai tay, từ từ chống tay lên. Nâng người lên, chớ úp mặt thở ra. Cúi xuống, ép rút rốn, xiết cơ bụng thở ra. Hít sâu vào, bật cao chân trái lên. Căng gót lên và hướng mũi chân xuống, cúi người xuống, xiết bụng thở ra. Hít vào, đẩy người tới, bước chân lên giữa hai viên gạch. Xích cơ bụng lại và cầm một viên gạch đứng lên chiến binh một. Hai tay cầm hai đầu gạch, vươn căng lên tấm gối xuống, chân trước hút hồn. Xích cơ bụng, cơ mông, cơ đùi. Hít thở đây, hít thở sau. Hít sâu vào, ưỡn ngực lên, vươn cầm kéo tay vai,
ngã ra sau thở rằng kéo căng tay vai ưỡn ngực vương cầm ngã thở siết mông đùi bụng bảo vệ thắt lưng nâng người lên hít sâu vào nay tâm chỉnh cái màn hình đó nó xuống dưới sàn thấy có nửa người em rồi thẳng gối đạp gót chân sau trường người tới gập lên chân trả lưng thở ra trường lưng tới duỗi lưng đề dùng ý duỗi lưng kéo dài cột sống duỗi lưng ép bụng ngực trán mũi chằm chân thở ra trường tới ép dưới xiết cơ bụng thở ra nghĩ sâu vào tấm gối trái xuống rồi láng viên gạch bên phải kê vào đầu gối phải duỗi mũi chân ra nhấn hông xuống cho nó vào khớp hông háng nhấn xuống nâng người lên vươn hai tay lên hít sâu vào đó xoay người qua bên phải rồi ngã tay phải lên chân phải nghiêng người ra sau lướt tay theo chân thở ra siết mông đùi bụng vươn căng tay trái theo đầu thở ra thả lỏng hít thở sâu thả lỏng hít thở sâu vào nâng người lên hít sâu vào đan hai tay sau lưng trả lưng luôn đan chắc hai tay sau lưng nhấn hông xuống tấm gối xuống an à, tấm gối trước xuống nhấn hông hạ đùi sau cúi người xuống đầu tới sàn bật tay cao lên thở ra úp đùi phải xuống nhấn hông xuống bật tay cao lên siết mông đùi bụng thở ra nâng người lên hít sâu vào chống tay và gấp chân phải lên tay trái đưa ra sau nắm chân ép gót chạm mông thở ra lúc này nhấn hông xuống và căng đùi phải căng đùi trước chân phải hạ hông háng xuống để hỗ trợ mở khớp hông thở thả lỏng thở thả lỏng thở căng 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 thêm hít sâu vào duỗi chân ra chống chân lấy gạch trở về rút chân trái ra sau bật cao lên cúi xuống hóp bụng thở ra cúi người xuống bật cao chân lên xích bụng lại thở ra úp hông úp vai xuống hít sâu vào để người tới bước chân trái lên giữa hai viên gạch từ từ hai tay nắm hai viên gạch đi nào sọt chân ra thở ra được bao nhiêu hay bấy nhiêu thả lỏng thở ra tới đây đau kê vào cứ tới đâu đau kê nhưng mà phải xoay úp cái hông phải xuống rồi úp vai đó, ngang lại không lệch lệch là kéo theo cột sống bị lệch à bắt đầu cứ kê theo từ từ đi nào trường người tới ép xuống thở ra à, ép trường dài đặt gót chân trái úp chân phải duỗi mũi chân phải đứng bàn chân trái lên trường lưng tới gập lên chân trái thở ra hít sâu vào từ từ ngã viên gạch xuống và hạ người xuống thêm nữa thở ra trường tới thêm ép thêm trường dài ép căng xích cơ bụng thở ra thế và nâng người lên và rút viên gạch ra tiếp tục trương tới úp đùi xuống thêm thở ra trương dài tới đùi ép sau thở ra ép thêm thở ra nâng người lên hít sâu vào hai tay cầm hai viên gạch chống chân sau xiết bụng lại rút chân trái về xiết bụng thở ra cúi xuống ép
Cái cổ bụng thở ra. Chó úp mặt hé thở ra. Đi bộ tại chỗ thả lỏng hai chân. Nhón chân này. Chồng gối chân kia. Xiết cổ bụng lại thở ra. Nhảy vào hạ hai đầu gối xuống, hai gối xuống, gác hai khuỷu tay lên trên hai viên gạch, gác khuỷu tay lên, ép chân xuống, chân vai, chân ngực xuống, đùi gối vuông, đùi gối vuông, xích cơ bụng thở ra, đùi gối vuông, xích sau thở, xích sau thở. Gấp cẳng tay lên, ép chân xuống, ép vai xuống. Tân ơi, chưa đúng, dựng hai viên gạch lên. Tân ơi, nhìn cô, dựng hai viên gạch lên, đặt khuỷu tay lên, ép chân chưa, vai và ngực xuống. Vai em còn ở trên, đang mở vai mà Tân, mở vai cho nên chân vai xuống, chân vai xuống thêm, thở, chân xuống thở, chân lông ngực xuống thở, 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 thở. Nâng lên, hít sâu vào, lui về, em bé thở ra thả lỏng. Hít thở sâu vào. Cuộn từng rốt sóng ngồi lên. Cầm hai viên gạch lên, đứng lên, xoay người lại camera. Hai viên gạch mở ra điện lên, mở hai chân ra, mở hai chân rộng ra, mở hai mũi chân ra, thở hết hơi ra. Tâm chỉnh, chỉnh cam lại cái đi Tâm, cho nó rọi lên, nó đang rọi dưới sàn. Rồi mình vừa lên, lên, chưa lên. Chưa thấy thảm, chưa thấy thảm, thấy thảm liền, thấy thảm liền. Rồi xuống chút cho thấy thảm đi em. Đang rọi lên cao quá, rồi xuống chút. Không, cho nó rọi xuống chút em. Thở hết hơi ra. Hít sâu vào, tấm gối buông căng tay lên, xích cơ bụng. Thở ra, tấm gối xuống, mở căng đầu gối ra, buông tay lên. Nâng lên, hít sâu vào. Tấm gối xuống, thở ra, xích bụng lại thở, chỉnh cho ngay ngắn lại đi. Cũng không được nữa, cứ từ từ mà chỉnh, từ từ chỉnh lại. Lên, hít sâu vào. Tấn gối xuống, thở ra, mở căng đầu gối ra, xiết bụng. Lên, hít sâu vào, tâm rọi xuống chút, không thấy gạch, không thấy thảm luôn. Thở ra, tấn xuống, thở ra. Hít sâu vào. Tấn gối xuống, thở ra, xiết bụng lại, thở ra. Mở căng ra, thở ra, giữ nào. 5, 4, 3, ép hông xuống, 2, 1, hít vào, chống tay rồi từ từ đặt hai đùi lên gạch đi nào. Đặt hai đùi lên gạch, mở chân ra, chuẩn bị để sọt ngang, xí sâu thở, xí sâu thở, đó, xí sâu thở, đặt hai cái đùi lên gạch đó, tăng, đặt hai đùi lên gạch, rồi đặt mông. Hít thở. Hít vào từ từ. Hạ gạch xuống và để sọt rộng ra thêm. Đặt hai đùi lên, thở ra, đặt gót chân xuống.
Đặt gót chân xuống, thẳng lưng lên, xích cái bụng thở. Đặt gót chân, mở chân ra. Đó, thẳng lưng lên, đặt gót, xích cái bụng thở ra. Thẳng lưng, vươn lên, xích sau thở. Tâm vô rồi đó, An còn lây quay vậy anh. Xích sau thở. Cảm nhận đi, cảm nhận. Đặt gót chân đứng bàn chân căng gân keo, chân vào khớp. Hít vào, từ từ nhả gạch xuống thêm. Hạ xuống thở ra. Hạ xuống thở ra, cứ từ từ cảm nhận, hít thở sâu. Hít thở sâu, thả lỏng đi. Hít thở, thả lỏng thẳng lưng, hốc bụng. Hít thở sâu. Tiếp tục hít vào, rút gạch ra. Hai tay cầm hai viên gạch phía trước. Đặt gót chân đứng bàn chân. Hít sâu vào. Trương tới, gạch xuống, thở ra. Trở về, hít sâu vào. Hai, thở ra. Trương tới, ép xuống, thở ra. Hít sâu vào. Lên. Ba, thở ra. Giữ chân lại, giữ gót chân lại, trường tới gặp thở, lên hít sâu vào, bốn thở ra, trường tới ép thở ra, ép lắng nghe khớp, căng 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 căng, trở về hít sâu vào, lần nữa nào, thở ra, trường tới xích từ bụng thở, thở thở, cảm nhận thở, thở, năm, bốn, ba, hai, một, lên, hít sâu vào, thu chân vào, thở ra, thả lỏng, hít thở sâu. Mời nằm xuống. Hai bàn chân kẹp hai viên gạch. Đưa lên. Thẳng gối xích bụng. Đưa chân lên vuông góc với thân. Hai tay dang ngang úp bàn tay xuống. Cột sống nằm trên đường thẳng, thu cầm về ngực, siết chặt cơ bụng lại, hít thở đều. Siết cơ bụng và siết cơ đùi trong giữ gặp, hít thở đều. Mười, chín, tám, bảy, sáu, năm, bốn, ba, hai, một. Hít vào, gấp chân lại vuông góc với đùi, cẳng chân vuông góc với đùi, xích cơ bụng thở. Hít vào, ngã gối qua bên trái, xoay mặt qua phải, thở ra. Giữ chân lên cách sàn, không để nằm xuống. Trở về, hít sâu vào. Đổi bên, thở ra.
trở về sau vào kẹp hai đầu gói hai viên gạch kẹp lại hai đầu gói kẹp hai viên gạch xiết cơ bụng tở tay ôm gói nhịp loạt đầu gói lên massage thắt lưng thấy vào nâng đầu lên mũi chạm gạch thở ra thấy vào lăn lưng nhẹ nhàng massage lưng. À đầu hít vào, lăn phải trái thở ra. Lấy hai viên gạch ra, nâng tay chân lên, rơi tự do. Chậm chậm xoay mặt qua phải. Xoay qua trái trả về giữa giữa thẳng cổ cầm hướng vào ngực thớt bụng ép sát thắt lưng xuống buông lỏng ra thư giãn thả lỏng thật sâu từ ngón chân cho đến đỉnh đầu phải thật sự thư giãn thả lỏng. Hãy nằm ở tư thế thật là thoải mái và từ từ khép mắt lại. Bắt đầu để cho toàn bộ cơ thể được thả lỏng. Quay lại với hơi thở và cảm nhận hơi thở đang đi vào và đi ra. Hãy cảm nhận sự mát mẻ ở sống mũi khi hơi thở vào ra. Bắt đầu thả lỏng toàn bộ đỉnh đầu để cho sự thư giãn massage toàn bộ vùng đỉnh đầu, thả lỏng lông mày, thả lỏng vùng trán, thả lỏng toàn bộ vùng mũi, hai má, vùng miệng và toàn bộ khuôn mặt. Hãy để cho sự thư giãn lan xuống vùng gáy và sự thư giãn lan tỏa ra vùng vai, vùng bắp tay, cánh tay, bàn tay và các ngón tay. Tiếp tục thả lỏng toàn bộ vùng ngực, cột sống lưng, thư giãn vùng bụng. Hãy cảm nhận khi bụng phồng lên và xẹp xuống, thả lỏng vùng eo, vùng hông và lan dần sự thư giãn xuống hai đùi, vùng gối. Thả lỏng cẳng chân để cho bàn chân thư giãn. Và thả lỏng từng ngón chân.
Toàn bộ cơ thể lúc này hoàn toàn được thư giãn và thả lỏng. Thần kinh cũng đang được thư giãn, từ từ chìm sâu vào giấc ngủ bình yên và thư thái. Nhúc nhích các ngón tay, ngón chân, bàn tay, bàn chân, đánh thức cơ thể. Hai tay đan lại, vươn qua khỏi đầu, duỗi căng từ ngón tay cho đến ngón chân. Từ từ co chân trái chống xuống sàn, co tay phải đỡ đầu nằm nghiêng người qua phải. Từ từ co hai gối, hai tay chống xuống, đỡ người ngồi lên. Đưa hai tay lên massage cổ, vai, tay, vỗ nhẹ vào hai tay. Đưa hai tay massage hai chân, vỗ nhẹ vào hai chân. Tiếp tục đưa hai tay nắm hai bàn tay lại, đưa lưng bàn tay áp vào hai quả thận, massage hai quả thận. Mời cả lớp nghỉ tại đây. Cảm ơn cả lớp đã tập cùng cô Dung. Chúc cả lớp của chúng ta luôn luôn khỏe, trẻ, đẹp, tích cực. Hẹn gặp cả lớp vào buổi tập tiếp theo. Bây giờ cô Dung xin chào và hẹn gặp lại.